Hello, chào anh em nhá. Đây hôm nay thì đội mình lại đi chợ gỗ nhá. Đây xe của thằng em đây, xe mình bên này nhá. Vừa đi một chuyến về, bây giờ thằng em này bắt đầu là chở một chuyến mỡ đi. Xe bốc rất là đầy nhá, đầy. Nhưng mà đây là gỗ mỡ bé thôi. Con Kubota L1 đầu 18 1802. Đấy. Cao lắm rồi xe này. Được anh em nhé. Đường gỗ này thằng em mặc áo trắng này với mình mua nhé. Mua hơn 2H. Nó là hơn 100 triệu, 140 triệu nhé. Không biết là được ăn không? Gỗ thì cũng bé rồi. Đây. Gỗ thì cũng được 7-8 năm rồi nhưng mà trồng nó dày quá, không lớn được. Mạnh này đi sang bên kia. Đây, vừa gỗ vừa củi lao lấn lộn xuống. Không biết là được ăn không. Làm xong xem không biết là hai anh em được tí lời nào không nhá. Đường thì lại rất là dốc, không dám chở nhiều.
rồi đến những bãi đổ nha, mà còn mấy xe còn chưa cân đây. Đây không có chỗ đổ. Gỗ này thì chắc có nhưng mà củi thì không có chỗ đổ, đầy hết cả bãi. Đây hai xe trên mấy xe mình là củi đó. Nó để xe dưới này là củi nhá, gỗ băm nhá. Không có chỗ đổ này. Xe này làm gỗ. Xem có mấy cân này, xe này mấy tấn này. Bảy nghìn ba trăm lẻ năm. Thế là trên 5 tấn. 5 tấn 4 này. Sắc xe này hơn 1 tấn này. 1 tấn 8 này nữa nha. Xe sáng nay mình chở đổ đây nhá, đổ bên này hai xe. Đây đầy hết bãi, không có bãi đổ. Lột bao cháo rồi à? Lột làm báo bao cháo xong mà. Xác à? Xác là lột hả? Xác lột. Xác hình như là to như nhau ấy. Chưa vượt cân.